Đây là chương trình Phật Pháp Bố Đắc Tham Má trên mạng Internet qua Bantalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, bài học hôm nay, môn học Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 3, Tương Ưng, Cô Xá Lá, phẩm thứ nhất, bài 4, Kinh Thân Ái, Bí Giác Xuất Tăng, người khác hại mình không đáng sợ, bằng chính mình hại bản thân. Sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha gia. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ. Thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì chư thiên đã vân tập, xin tùy ý phước lành được các đường chư yếu rồi phản hồi chuyên tứ, chư toàn giác đại lực, chư học giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức cầu phúc lành ba tăng. Sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo cho ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha gia. Nam mô Bụt Tha gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, thế thường người ta nói rằng người hại mình không chết, chỉ có trời hại mới chết. Nhưng mà đối với người hiểu Phật Pháp thì chúng ta nói khác hơn. Người khác hại mình không đáng sợ, bằng chính mình tự gây hại cho mình. Do cái sự tạo tác ác nghiệp, vua Pasen đã đi, mặc dù còn là phạm nhân, nhưng cũng có nó thiện căn. Nên vua rất là kính trọng Đức Phật,
Và tại xứ Kosala là quốc độ mà vua Pasenadi, vua Patunak cai trị. Ở nơi đó chánh pháp được hoàn truyền, và Đức Thế Tôn cùng với đại chúng đệ tử, những bậc thánh hữu học và vô học ở tại Kosala, nhất là tại Savatthi rất nhiều. Đức vua khi mà rỗi rảnh ngồi suy nghĩ chuyện, Đức vua đã suy nghĩ pháp liên quan đến cái ý nghĩa tốt đẹp như trong bài kinh ngày hôm nay. Vua đã suy nghĩ người đời tự cho rằng chính mình là chỗ thương yêu nhất, nhưng mà họ tạo những cái ác nghiệp thì chính họ là kẻ thù của họ. Và sau đó vua liền đem cái suy nghĩ của mình để bạch với Đức Phật, để xem Đức Thế Tôn Ngài đã xác nhận như thế nào. Đức Thế Tôn Ngài xác nhận cái tư tưởng đó, cái cách hiểu đó là đúng. Rồi Ngài lặp lại pháp mà Đức Vua Pasenadi đã suy nghĩ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài kinh này do Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư, ngày thứ bảy sẽ giảng giải. Bây giờ xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh giảng sư nắm được bài thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính chân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Bài 4, kinh thân ái, Bija Sức Tăng, người khác hại mình không đáng sợ bằng chính mình hại bản thân. Dẫn nhập, chúng sanh thường tạo ác hạnh hơn là thiện hạnh. Tạo ác hạnh thường do bản năng hoặc do thói quen, phải có cái nhìn rộng, nhìn xa, nhìn sáng suốt mới có khả năng bỏ ác làm lành. Người tạo ác nghiệp là tự gây khổ cho bản thân như kẻ thù hại kẻ thù. Người làm phước hạnh là biết sống tử tế, yêu thương bản thân, phải sáng suốt để thấy không có hạnh phúc nào thực sự có người làm ác. Đức Phật cũng nhắc nhở hai điểm khác. Khi cái chết đến thì tất cả những gì có được do ác hạnh tranh danh đoạt lợi thì có còn là của mình và có thể mang theo chăng? Chúng sanh đi với nghiệp đã tạo, chính phước nâng đỡ chúng sanh trong cuộc luân hồi. Người đời thường nói, người hại mình không chết, chỉ có trời hại mình mới chết. Người hiểu Phật Pháp nói khác hơn một chút, người khác hại mình không đáng sợ bằng chính mình tự gây hại cho mình với sự tạo tác ác nghiệp. Kinh văn tại Savatthi, ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con. Đối với những ai tự ngã và là thân ái, đối với những ai tự ngã là kẻ thù, và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau. Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác, đối với người ấy tự ngã là kẻ thù, dầu họ có nói tự ngã là thân ái của chúng tôi.
tôi, nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ tự ngã là thân ái. Dầu cho họ có nói tự ngã là kẻ thù của chúng tôi, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ tự ngã là kẻ thân ái. Hiệu đính: Bạch Thế Tôn, có lúc con sống một mình, ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm con: ai là người đối xử tốt với chính mình như một người thân? Ai là người đối xử tốt với chính mình? Ai là người đối xử với chính mình như kẻ thù? Bạch Thế Tôn, rồi ý sau đây khởi lên trong tâm con: ai tạo các ác hạnh bằng thân, ngữ, ý, chính là người đối xử với bản thân như kẻ thù, cho dù họ có thể nói là rất thương bản thân. Tại sao vậy? Vì cách đối xử của người ấy với bản thân đúng là cách đối xử của kẻ thù đối với kẻ thù. Do vậy, đối với chính mình như kẻ thù. Nhưng ngược lại, những ai tạo thiện hành bằng thân, ngữ, ý thì họ tự đối xử với chính mình một cách thân thương. Ngay cả khi người ấy nói chúng tôi đối xử với chính mình như người thù địch thì họ vẫn đối với chính mình như người thân thương. Tại sao vậy? Vì cách đối xử của người ấy với bản thân đúng là cách đối xử của người thân đối với người thân. Do vậy, họ đối với chính mình như người thân thương. Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Thưa Đại Vương, những ai sống thân làm ác, do vậy đối với họ tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại Vương, những ai sống thân làm thiện, vân vân, do vậy đối với họ tự ngã là thân ái. Nếu những ai biết được tự ngã là thân ái, họ sẽ không liên hệ với các điều ác hạnh. Kẻ làm điều ác hạnh khó chân hạnh phúc, bị thần chết cầm tù, từ bỏ thân làm người. Kẻ có nghiệp như vậy, cái gì là của mình, lấy cái gì đem đi, cái gì theo dõi họ, như bóng theo dõi hình. Ở đây, kẻ bị chết, làm các nghiệp công đức, làm các nghiệp ác đức, lấy cả hai đem đi, cả hai của kẻ ấy, như bóng theo dõi hình. Cả hai theo kẻ ấy, do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau là hậu cứ cho người. Bản hiệu đính: người biết thương bản thân, không gắn kết với ác, bởi hạnh phúc không có với người tạo ác hạnh. Khi thần chết bắt đi, bỏ lại thân làm người, mang được theo được những chi, cái gì thật của mình. Phước hạnh và ác hạnh chúng sanh tạo ở đây chính thật là tư trang, mang theo cuộc hành trình, gắn kết với chúng sanh tựa như bóng với hình. Do vậy hãy làm thiện, tích lũy cho kiếp sau, phước hộ trì hữu tình khi sanh vào kiếp khác. Thích Văn. Atananche Pijanyajanya. Nếu biết thương chính mình, ná năng pa pe ná sam du dê, đừng gắn kết với ác hạnh, ná hí tăng su lấp phăng hồn tí su khăn đúc cá tá cà ri nà. Hạnh phúc không có được với người làm ác. An tắc kê nà thí pa ná tá, khi thần chết đoạt mạng, giát há tồ mà nút sằng phá quăng, từ bỏ kiếp nhân sinh. Kinh hí tát xá xá cầm hồ tí, cái gì gọi là của mình. Kinh chá a đa giá gách chá tí, cái gì có thể mang đi theo. Kinh chá xá á nú gầm hồn tí chà giá vá á pà di nì, cái gì đi theo như bóng không rời hình. Ú phô buồn nhành chá
Pancha, cả hai phước hạnh và ác hạnh, dằng mắt cô cú rú tê ý thá mà một người làm trong kiếp này, tàn hí tát sát sát căn hồn tí, có thể gọi là vật tùy thân, tàn chát a đà giác cách chát tí, mang theo trong cuộc hành trình, tàn chát sát anu gầm hồn tí, đó là những gì cùng đi, cha già quá anapa zini, tựa như bóng với hình, tasma ca rầy giác ca lý già năng, do vậy hãy làm những điều lành, nít chá dầm sầm pa ra di cầm, tích lũy cho đời sau, pun nhà ni pa ra lô kasmin pa tít thà hồn tí pa ni nàn tí, công đức hộ trì chúng sanh trong cảnh giới lai sinh, thích nghĩa an tắc cá thần chết, một cách nói theo nhân cách hóa sự chết. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, và Đức Tế Tri, Đức Tề Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn Phật tử cho biết đã nghe rõ. Bài kinh hôm nay là chúng ta học ở trong bài kinh Kosala, tương ứng của Sa Lá. Bài kinh với cái tựa đề là biết thương, chính thương bản thân mình. Phần chánh văn thì chúng ta cũng đã nghe đọc qua việc là cái nguyên nhân dù Bà Sa Na Đi đã đến với thưa với Đức Phật với cái suy nghĩ của mình. Trong cái suy nghĩ của vua Ba Tư Nạc đó, thì là vua Bà Sa Na Đi đó, có nghĩa là mặc dù là chúng ta cũng biết là vua Ba Tư Nạc chỉ là một người phàm phu thôi, nhưng mà một vị phàm phu đó có thể hướng đến cái giác ngộ giải thoát ở trong tương lai. Và do vậy trong cái suy nghĩ của vua Ba Sa Na Đi là khi mà một người mà kẻ thù đó, một kẻ thù mà làm hại cho cái kẻ thù đó, thì cái việc đó nó không có nguy hại bằng chính bản thân mình gây hại cho mình. Và trong cái việc mà một người mà thương mình đó, thì tự mình biết tránh xa những cái điều ác, điều bất thiện, từ cái lời nói, cái suy nghĩ, rồi cái hành động ác. Mình tránh xa những cái hành động ác đó và luôn luôn tích cực tạo cái việc thiện, thì đó chính là cái công đức, là cái mà mình gọi là cái mình tự thương cho chính mình, thương cho chính mình. Bởi vì theo cái suy nghĩ của vua Ba Tư Nạc đó, là kẻ thù mà gây hại cho kẻ thù đó thì nó không có phải là quan trọng, không lớn. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là nếu mà có ai thù hằn mình thì họ chỉ cùng lắm họ hại mình, họ hại mình dân bại thân liệt, hay hoặc là mình hại mình bị tù tội, hoặc hại mình chết chóc, hoặc là nạn tai, ví dụ như vậy, thì cũng chỉ là trong một đời này thôi, tức là một kiếp này thôi, chứ không có kéo dài. Nhưng mà chính mình, một người mà tự suy nghĩ bất thiện,
tự nói năng bất thiện và tự hành động bất thiện, thì cái đó nó gây hại không phải chỉ có đời này không, mà còn gây hại cho rất là nhiều kiếp ở trong tương lai. Thì trong cái phương hướng chung đó, thì chúng ta thấy rằng thường đó là chúng ta làm một điều ác rất là dễ, bởi vì nó có hai cái lý do. Cái thứ nhất đó là do cái ác nghiệp của mình, tức là do cái khuynh hướng. Bởi vì trong chúng ta đó thì quý vị thấy rằng là chúng ta thường là với một người phàm phu đó thì thường bị chi phối bởi tham sân si, rồi tà kiến, những cái pháp bất thiện đó nó chi phối trong cái đời sống của chúng ta. Rồi khi một người phàm phu bị chi phối những tham mà họ hành động bất thiện, do sân mà họ hành động bất thiện, do sự si mê không có hiểu biết mà hành động bất thiện, hoặc là do cái quan điểm sai trái, tức là tà kiến đó, mà họ có thể có những cái hành động bất thiện. Cho nên trong cái phương hướng của một người phàm phu bình thường thì thường là hay làm ác hơn là làm thiện. Và thật sự là như vậy. Cái thứ hai nữa đó là do cái thói quen của chúng ta. Do cái thói quen. Chúng tôi nói một điều đó là ở đây đó là người ta nói một cái câu là mình nói nghe cái câu nó cũng là nghe rất là quen thuộc, nhưng mà nó cũng muốn nói lên một điều đó là cái gì mà do cái thói quen của mình thì dễ làm những cái điều đó lắm. Người ta nói cái câu là ăn cắp quen tai, ngủ ngày quen mắt. Tức là những cái gì là do cái thói quen, nếu từ nhỏ chúng ta sống trong một cái môi trường tốt và chúng ta sống ở trong một cái môi trường tốt thì chắc chắn là cho chúng ta có một cái hành động tốt. Nhưng mà chúng ta ở trong một cái môi trường xấu, mà nếu như chúng ta tập theo cái hành động xấu do cái môi trường xấu đó, thì cái đó nó tập dần làm quen dần. Rồi cứ một ngày chúng ta nghĩ rằng cái điều đó nó không có gây nguy hại gì, nhưng mà sự thật ra là do cái tâm của mình hướng đến những điều đó, suy nghĩ, nói năng, hành động trở thành một cái quen thuộc của chính mình. Như vậy thì cái việc mà làm bất thiện thứ nhất là do cái bản năng, tức là cái khuynh hướng của mình, do tham sân si, rồi do tà kiến mà mình có những sự chi phối đó. Cái thứ hai nữa là do cái hành động, cái thói quen của mình. Và cái thói quen đó thì khiến cho chúng ta có những cái hành động sai trái. Nhưng giờ bây giờ chúng ta thử nghĩ đó là một người mà làm một cái thiện, làm một cái điều ác rất là dễ. Làm rất là đơn giản, chỉ cần cái tâm của mình nó nghĩ một cách sai lệch thôi. Bây giờ thí dụ như một người mà không có tin vào nhân quả, hoặc là một người bị gì cái lòng tham mà họ bất chấp, họ tạo cái nghiệp bất thiện. Thí dụ như là họ sát sanh, mặc dù là quý vị thấy rằng khi mà mình sát sanh, cái sát na tâm của mình, cái động lực mà mình lúc mà mình sát hại đó thì là bằng với cái tâm sân. Nhưng mà cái động cơ mà trước đó đó, có thể là do cái lòng tham của mình, tức là do cái tâm tham. Một người vì tham lợi nhuận rất là nhiều cho nên họ sát hại sinh vật, để rồi họ được cái lợi lộc, lợi tức của chính họ, nuôi bản thân của họ và nuôi cho những người thân của họ, thì đó là những cái điều là khiến cho họ động là họ sát sanh. Nhưng mà cũng có thể là do cái tâm sân, trước sau dằn vặt bởi cái sự uất hận, trước sau dằn vặt bởi cái sự oán thù,
trước sau dằn vặt bởi cái sự quan trái với nhau, và họ luôn luôn trong một cái suy nghĩ là tìm cách để làm tổn thương, tổn hại những cái người khác hay là những chúng sinh khác. À, có thể là do cái tâm sân của họ, hoặc là có thể là do cái gì? Một người đó, chúng ta thấy rằng là khi mà khi mà một người mà hành động bất thiện đó, thì quý vị thấy rằng là trong một cái suy nghĩ họ rất là dễ làm, họ dễ làm. Chúng tôi nghĩ rằng đó, mình nó có một cái hình ảnh giống như là mường tượng. Chúng ta leo lên trên một cái cây hay chúng ta leo lên trên một cái dốc núi đứng thì chúng ta phải dùng một cái lực rất là nhiều, dùng cái công sức rất là nhiều để chúng ta leo lên được một cái cây. Nhưng mà nếu mà chỉ cần chúng ta buông cái tay xuống thì từ ở trên ngọn cây chúng ta rơi xuống một cách rất là dễ dàng. Ý chúng tôi nói cái hình ảnh minh họa ở đây đó, hình ảnh minh họa ở đây đó là khi mà mình tập cái điều thiện đó, nó rất là khó. Tập tới tập lui, bởi vì trong cái phinh nướng của phiền não mà trong cái đời sống luân hồi chúng ta đó, thì cái yếu tố thứ nhất là do phiền não, cái yếu tố thứ hai đó là do chúng ta hành động để rồi chúng ta tiếp diễn trong cái đời sống luân hồi này. Và trong đời sống luân hồi này có khi thì chúng ta tái sanh ở trong cảnh giới an vui, có lúc thì chúng ta cũng bị tái sanh ở trong cảnh khổ. Nhưng cái tái sanh cảnh giới an vui là do chúng ta hành động thiện, tạo nghiệp thiện. Và cái mà lúc khi mà chúng ta tái sanh ở trong cõi khổ là do chúng ta hành động bất thiện, hành động bất thiện. Và đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta đó là cái cách mà để ngăn ngừa những cái hành vi xấu. Thì khi mà một người ngăn ngừa cái hành vi xấu là để một phần để chúng ta tập cho mình trong một cái đời sống an tịnh, thanh tịnh, để lần lượt mình vừa là tránh đi những cái nhân quả, cái quả xấu ở trong tương lai mà chúng ta bị tái sanh trong khổ cảnh, vừa là để thanh lọc cái nội tâm của mình lần lượt để mà mình đi đến cái sự an tịnh và đạt được cái sự giải thoát. Đó là cái cuối cùng, cứu cánh của đời sống tu tập mà Đức Phật ngày dạy. Như vậy thì mình thấy rằng, chúng ta thấy rằng là một người đó tạo cái nghiệp bất thiện rất là dễ. Tạo cái nghiệp bất thiện rất là dễ. Bởi vì chúng ta thấy từ vô lượng kiếp đó, chúng ta bị quân tập ở trong cái bị chi phối bởi tham sân si tà kiến, khiến cho mình có những cái hành động nói năng hoặc là suy nghĩ. Rồi đó là khi mà mình nói là hành động thiện đó, là mình phải tập dần. Và trong đời sống này đó thì quý vị thấy rằng là cả đời đó, nhiều khi chúng ta phấn đấu cho một cái điều gì đó, phấn đấu cho một cái điều gì đó, nhưng mà cái điều gì đó đó nó thật sự là cái mà chúng ta nghĩ như là ngoài đời đó, ở đời đó thì người ta muốn danh vọng, muốn lợi lộc. Hôm nào chúng tôi có coi một cái clip, cái clip đó là có hai cái bộ xương ngồi dưới gốc cây, trước mặt mình là một cái nguyệt, tức là một cái mộ mà đào cái hố sâu xuống vậy. Rồi từ hai cái hình bóng của hai bộ xương đó nói nè, anh có giàu lắm thì anh cũng ăn có ngày có hai ba bữa cơm, anh có giàu lắm thì anh cũng có ngủ được một cái giường thôi. Rồi cuối cùng mà tôi với anh cũng đều đi xuống đây hết, tức là đi xuống cái mộ đó, đi đến cái mộ đó và không có cái gì đem theo. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ở đời đó, khi mà vua Ba Tư Nặc có một cái suy nghĩ, suy nghĩ đã thưa với Đức Phật, đã thưa trình với Đức Phật về cái suy nghĩ của mình như vậy, và được Đức Phật xác nhận cho những điều đó, những điều mà quả thật là khi mà kẻ thù đó, mà ở đây trong nội dung cái phần này của cái kinh đó, là
nếu những ai biết được tự ngã là thân ái, họ sẽ không liên hệ với các điều ác hạnh. Và kẻ làm điều ác hạnh khó được chân hạnh phúc, bị thần chết cầm tù, từ bỏ thân làm người. Kẻ có nghiệp như vậy, cái gì là của mình, lấy cái gì đem đi, cái gì theo đuổi họ như bóng không dõi hình, như bóng theo dõi hình. Thì chúng ta thấy rằng là sự thật ra thế, mỗi người đều có một cái suy nghĩ. Và có nhiều khi đó là mình nghĩ rằng cái này là đối với người này là thương mình nhất. Giống như chúng ta có gia đình đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đứa con này nó thương mình nhất, hay là người chồng của mình là thương mình nhất, hoặc là người vợ của mình thương mình nhất, hoặc là cái này cái kia thương mình nhất. Thì sự thật ra đó, không những cái người đó đó, họ có cái tình thương đối với mình, thì cái thương đó, đó nó cũng không phải là cái tình thương đó đem suốt với mình được đâu. Giống như cái câu chuyện Ngụ Ngôn đó, chúng ta thấy rằng cái người đàn ông có những cái bà vợ, có những bà vợ, và bà vợ mà ông thương nhất đó, thì cái bà vợ đó, đó nhiều khi đó là cũng chỉ đưa ông ta tới cái cổng nhà mà thôi. Cái bà vợ thứ hai đó là cái bà vợ mà nói rằng là thương ông thương ít ít đó, ông thương vừa vừa đó, thì cùng lắm là cũng đưa ông tới cái nghĩa địa, rồi đứng đó khóc đôi ba điều bốn chuyện, rồi xong rồi cũng trở về chứ cũng không đi theo ông. Rồi bà vợ thứ ba thì ông thương hơn một chút đó, thì chỉ cần cũng đi xuống dưới cái nguyệt nằm với ông ở đó, tức là cái xác thân của ông. Và cái bà vợ mà ông không thương lắm, không quan tâm lắm, thì thiệt là cái bà vợ này đi suốt với ông một tiến trình sanh tử luân hồi. Thì cái bà vợ thứ nhất đó có thể ví dụ như là cái tài sản của chúng ta nó cũng chỉ nằm ở cái cổng nhà trở lại mà thôi. Chúng ta thấy rằng cái tài sản của cải nhiều khi chúng ta quan tâm lắm. Nhiều khi là mệt mỏi rồi bệnh hoạn cũng ráng mà đi làm để có tài sản. Thì dĩ nhiên là trong cái suy nghĩ ở đời đó, thì ai cũng suy nghĩ rằng là mình ráng làm cho có của tiền nhiều để rồi mình an dưỡng tuổi già. Cái suy nghĩ đó nó không sai, nhưng mà có một điều đó là không phải là cái chỗ để mà chúng ta nương tựa. Bởi vì cái đó nó không phải nương tựa. Giống như chúng ta thấy rằng là hồi nhỏ đó, mình trẻ đó, khi mà mình còn trẻ đó, thì mình ráng làm lụng, mình ráng lao động, danh vọng sự nghiệp để có được cái gì đó, để được lợi và lộc cho chính mình, lợi lộc, danh vọng lợi lộc cho chính mình. Rồi mình bỏ cái sức khỏe mình ra, cái sức khỏe của tuổi thời trai tráng, của cái người thời trẻ, để mà mình có được cái tài sản đó. Rồi khi mà mình về già đó, thì mình lấy cái tiền của này, lấy cái tài sản này tìm lại sức khỏe. Tức là mình phải, khi mà về già thì mình sẽ bệnh đau, rồi mình nằm bệnh viện, mình nạn tai, mình chết, mình này kia, tất cả những cái thứ đó, để mà mình tìm lại cái sức khỏe cho chính mình. Bao nhiêu tiền thuốc, giống như chúng tôi có thấy rằng những người già của các cụ đó, kinh nghiệm lại đó, là nhiều khi đó tuổi già đó là ăn không bao nhiêu, mà chỉ có uống thuốc nó nhiều hơn là ăn. Có nghĩa là mình lấy tiền bạc để tìm lại cái sức khỏe. Thì cái bà vợ mà ở đây chúng tôi muốn nói là cái bà vợ mà thứ nhất là tài sản, chỉ nói là tài sản ở ngoài cái cổng nhà trở vô thôi, từ ở ngoài cổng nhà trở vô. Bà vợ thứ hai đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho đúng là vợ con, đúng là chồng con, đúng là người thân của mình, chỉ đưa mình tới nghĩa địa, khóc đôi ba chiều điều bốn chuyện, rồi tiễn biệt mình ra đi. Cũng thương mình lắm, nhưng mà rồi đó thì cũng đưa tới nghĩa địa. Và bà vợ thứ tư, ba đó, là chỉ cho cái xác thân này, nó cũng đi xuống dưới nắm mồ ở dưới đó, rồi là cũng tan rã. Chúng ta đọc ở trong kinh này,
cũng nghe cũng biết được đó là thân nay như khúc củi hư hỏng vậy đó. Tìm một cái sự lợi ích cũng không có, tìm sự cái lợi ích cũng có đó, xác thân này cũng không có cái gì. Rồi bà vợ thứ tư đó, là chỉ cho bà vợ mà ông không thương lắm, thì bà vợ này đi suốt với cuộc đời của ông. Ở đây suốt cả cái tiến trình sinh tử của ông trong dòng luân hồi đó, thì chỉ cho cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của mình, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của mình. Quả thật như vậy, thì khi mà mình còn sống đó, thì rõ ràng là chúng ta tìm nhiều thứ lắm. Chúng ta tìm nhiều thứ lắm. Và khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta cũng chết rồi, chúng ta tái sanh trở lại. Bởi một khi chúng ta chưa được giải thoát thì chúng ta còn tái sanh, thì chính chúng ta nương tựa ở nơi cái nghiệp của mình. Và khi mà cái phinh hướng á, cái chúng sanh phàm phu á, thì thường là tạo cái nghiệp bất thiện nó dễ hơn là tạo cái nghiệp thiện. Mình chỉ cần cái tâm của mình không điều phục một chút đó, thì lại lái ra, lại là hướng đến cái điều bất thiện đấy. Mà tâm suy nghĩ bất thiện thì dễ có những hành động là lời nói bất thiện. Mà hả, trong đạo Phật ấy, chúng ta thấy rằng nhân quả nghiệp báo nói như vậy đó, thì nó liên quan rất là nhiều. Liên quan đến, không phải chỉ nói đến nhân quả nghiệp báo, mà nó liên quan đến những cái tiến trình sanh tử luân hồi của chúng sanh là do những cái nguyên nhân. Như vậy thì khi mà Đức Vua mới nói rằng là đối với cái người kẻ thù đó mà làm hại cho mình á, hại mình á, thì cái đó không lớn, không quan trọng lắm. Tại vì chúng ta thấy rằng đó là một khi mà cái kẻ thù mình á, cái người mà họ không ưa mình á, thì họ cũng tìm cách này cách kia họ hại mình thôi. Hại cho thân bại danh liệt, hại cho tù tội, hại cho tàn tật, rồi hại cho chết chóc vân vân, thì cũng chỉ hại cho một đời này thôi. Nhưng mà rồi đó, chính cái tâm mà hướng đến điều tà, tâm hướng điều tà thì điều bất thiện đó, thì cái đó đó tự mình gây nguy hại cho chính mình. Bởi vì sao? Chính mình một người mà tạo cái ác nghiệp ra đó, thì cái người đó họ phải chịu lãnh lấy quả khổ. Mà dù đó là mình có, khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện rồi đó, thì giống như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy đó là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Một khi đã tạo quả ác nghiệp rồi đó, thì mình có chui lên trời hay là mình chui xuống dưới biển, hoặc là mình chui vào và hang sâu, đi vào hang sâu, thì cũng không thể nào trốn được quả ác nghiệp, cái quả ác nghiệp đã mình tạo, khi mình đã tạo ra. Vì vậy cho nên là ở đây đó là khi mà một người mà biết thương mình á, thì Phật dạy rằng á, là phải biết tự, biết thương mình á, là phải tự tạo ra, tự tạo cái nghiệp thiện cho chính mình. Một là mình tránh xa những cái nghiệp ác do lời nói, do hành động, do suy nghĩ. Thân á, thì sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời thiêu thùa, nói lời vô ích. Rồi tâm á, của mình á, là do suy nghĩ đến tham, rồi do suy nghĩ đến sân, do suy nghĩ đến tà kiến. Khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, là khiến cho mình có những cái hành động bất thiện. Là khi mà hành động bất thiện như vậy đó, là chúng ta lãnh lấy cái quả khổ. Như vậy thì giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng, nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba cánh phải luôn luôn thức tỉnh. Đức Phật dạy vậy. Cho nên á, giờ người trí là cái người mà Đức Phật ngài nói là cái người trí ở đây đó, là cái người nhận thức cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nó có nguy hại cho đời sống của mình, và cái gì nó có lợi lạc cho đời sống tu tập và cho chính mình. Mình biết được cái gì nó gây đến ô nhiễm từ nội tâm của mình,
cái gì mà nó gây đến cái sự, mang đến cái sự thanh tịnh cho nội tâm của mình, thì như vậy đó là đối với cái người trí phải thức tỉnh, phải biết được, phải biết được. Dù là ở trong cái thời ấu niên, tức là còn trẻ, hay hoặc là bước sang cái tuổi trung niên, bước sang tuổi trung niên, hay là ở vào cái tuổi xế chiều, tức là cái tuổi lão niên, cái tuổi lão niên, thì như vậy đó là lúc nào ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một cái hoàn cảnh nào, hay ở trong một cái tuổi, ở giai đoạn của tuổi tác nào đó, thì mình cũng phải luôn luôn thức tỉnh, thấy được cái điều gì lợi lạc hoặc là cái điều gì nguy hại, thì cái đó đó là cái điều thức tỉnh mà Đức Phật ngài nói rằng người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Tức là ở cuộc đời của mình, ở tuổi trung niên, hay là ở tuổi ấu niên, hay là bước sang cái tuổi lão niên, mình phải luôn luôn thức tỉnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, một người tạo được cái phước lành, chúng ta thấy rằng là khi mà mình làm được những cái việc thiện á, thì mình được vui. Nếu mà mình tập cho mình á, mình quan hỷ trong cái việc thiện, và mình làm được cái việc thiện thì mình càng quan hỷ, và đó là cái chất xúc tác để giúp cho mình càng tinh tấn tạo thiện nghiệp hơn nữa, thì đó là điều tốt, đó là điều tốt. Còn nếu như mà mình bị giải đãi, trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng có nói là Bamado Machuno Badang, tức là một cái sự dễ vui, một cái sự lơ đễnh, một cái sự giải đãi đó ở trong cái đời sống của mình, đó là con đường đưa đến sự việc diệt vong đưa đến chết đó. Thì dễ vui ở đây đó là gì? Một khi mình đã xem thường cái ác nghiệp, mình nghĩ rằng cái ác nghiệp lời nói chỉ qua thôi, suy nghĩ chỉ qua thôi, ai biết được cái tâm tư của mình. Mình suy nghĩ ác đó, suy nghĩ tham sân si gì đó, hoặc là tà kiến gì đó, người ta không biết đâu, mình chưa nói ra ai biết, rồi chưa làm sao ai biết, chưa có hành động sao ai biết. Nhưng sự thật ra là cái tâm của mình nghĩ đến những điều ác đó đó, khiến cho tâm mình bị quấy động, tâm bị đục nhơ, và nó như vậy hoài, nó kéo như vậy hoài. Một ngày suy nghĩ một chút, một ngày suy nghĩ bất thiện một chút, thì lâu ngày chày tháng, cái tâm của mình nó bất thiện, nó càng ngày càng lớn mạnh lên tim nữa. Rồi đó là khi mà một người mà có những cái hành động bất thiện, nói bất thiện, rồi đó là cái người đó xem thường những cái ác nghiệp, dù là việc nhỏ. Hay là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là điều ác nhỏ chớ kinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Và ngược lại, Đức Phật ngài nói rằng là điều thiện nhỏ chớ kinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Tức là cái hành động mà tích lũy, cái hành động mà tích lũy cái việc thiện, dù là việc nhỏ một chút thôi, nhưng mà lâu ngày chày tháng thì giống như nước mà lâu lâu nó nhỏ một giọt ra riết, thì nó cũng sẽ đầy, nó sẽ đầy cái bình nước. Như vậy rồi á, là một hành động bất thiện tuy nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tích lũy chứa chấp hoài đó, thì lâu ngày chày tháng nó sẽ càng lớn mạnh, và phát tác mạnh ra, gây nguy hại chính mình. Như vậy thì cái mà mình nương tựa đó, nó không có chi nương tựa. Cái mình nghĩ cho cùng đó, thì những người thân của chúng ta cũng thương chúng ta, thương chúng ta chứ không phải là không thương. Những người thân của chúng ta thương ta đó, nhưng mà rồi đó, giống như cái điều mà mỗi chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp đó, trong kinh tiểu nghiệp phân biệt, Đức Phật ngài dạy như vậy. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn đó. Thì ở đây đó là mình được sanh trong một cái thân quyến gia tộc, thì chắc chắn mình sẽ có những cái nhân duyên chung với nhau, để rồi mình làm con, làm cháu, làm anh, làm chị, làm gì đó. Nhưng mà rồi đó là mỗi chúng ta đều có cái nghiệp riêng, có cái nghiệp riêng.
và mỗi chúng ta cũng đều thừa hưởng cái nghiệp của chính mình, nghiệp của chúng mình. Cho nên cái điều mà gọi là thương mình thì Phật dạy rằng mình hãy nên tích lũy, tạo cái nghiệp thiện cho chính mình, tạo cái nghiệp thiện cho mình chính mình. Như vậy thì ở đây cái điều mà nói rằng là một khi mà thần chết về đó, bắt đi đó, cái hình ảnh mà nói là thần chết mà bắt đi đó, thần chết mà bắt đi đó, khi thần chết bắt đi, bỏ lại thân làm người, mang theo được những chi, mang theo được những chi, cái gì thật của mình. Thì quý vị thấy rằng đó là nhiều khi đó là mình nghĩ rằng cái đó là của mình, nhưng không có cái gì của mình. Nói ở đây đó, nếu mình xét cho cùng đó, không phải là mình nói trên cái lý vô ngã, nhưng mà sự thật ra rõ ràng là không có cái gì của mình. Ngay cả chính bản thân của mình cũng không phải của mình. Tại vì sao? Mình nghĩ là của mình, nhưng sự thật ra không phải của mình. Tại vì sao? Là khi mà bệnh đau chết thì chúng ta bảo nó đừng bệnh đau chết, thì nó cũng đâu làm giống y như ý muốn của mình được. Nếu mà là của mình thì mình phải bắt nó phải như ý nghĩa của mình được. Còn đằng này không được. Huống chi là những gì ngoại thân. Ngoại thân là tình cảm xung quanh của chúng ta. Sống ở đời thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái tình cảm, có những cái tình cảm và có những cái tình nghĩa để liên hệ với nhau. Nhưng mà rõ ràng đó là cái nghiệp mà chúng ta tạo đó, thì không ai giúp cho chúng ta được. Bởi vì một người mà tạo cái nghiệp đó, thì cũng không ai gánh cho mình được. Và cái người mà tạo cái nghiệp thiện đó, thì cũng không ai hưởng được của mình, tạo được cái nghiệp thiện. Và khi mà mình nhắm mắt lìa đời đó, thì thần chết đem đi đó. Bởi vì lúc nào mà còn khỏe được, còn khỏe được, còn minh mẫn được, còn sáng suốt được, còn có khỏe được, thì hãy làm những cái công đức đi. Làm những cái công đức. Và cái công đức đó mình tu tập từ cái việc giữ giới, từ cái việc bố thí cúng dường, từ cái việc cung kính, hay là từ cái việc thiền tập trong đời sống hàng ngày của mình, thì sự thật ra đó là cái đó không ai lấy được cho mình. Không ai lấy được. Và vì vậy cho nên là phước hạnh và ác hạnh chúng sanh tạo ở đây chính thật là tư trang. Hồi nãy chúng tôi nói cái câu mà ví dụ người đàn ông có bốn bà vợ đó, thì cái bà vợ thứ tư đó là bà vợ mà ông ít có quan tâm. Ở đây đó, chúng ta nhiều khi đó trong cuộc sống, hôm nay đó mình bệnh đó, hôm nay mình bệnh thì cũng phải ráng đi làm, bởi vì đi làm mới có thu nhập. Còn nếu không đi làm thì sẽ bị nghỉ việc, bị đuổi việc, hay là không đi làm sẽ không có thu nhập, vân vân. Thì được, chúng ta nghĩ vậy. Rồi là ví dụ như là những cái chuyện thiện đó, chúng ta nói là hôm nay làm cũng được thì mai mốt mình làm. Mình có thể có những cái suy nghĩ là hứa hẹn, có thể có những cái sự suy nghĩ hứa hẹn. Nhưng mà cái hứa hẹn đó là chúng ta chỉ nghĩ là để hứa hẹn thôi, chứ không thể nào mà ai có thể nào mà cho chúng ta hứa hẹn những điều đó. Một khi thần chết đã về, một khi một cái sự chết nó gần kề với chúng ta, thì chúng ta có hẹn lại đi nữa thì cũng không có thể nào hẹn được. Hẹn nữa thì cũng không thể hẹn được. Mỗi người chúng ta đều có thân bệnh và tâm bệnh. Tâm thì do tham sân si tà kiến ngã mạn gì đó, bệnh những cái bệnh đó phải chữa. Rồi thân bệnh thì chắc có lẽ là ai cũng phải bệnh, nhiều hoặc là ít. Thì cuộc đời thì tuổi thọ của chúng ta thì cũng đâu có ai biết rằng, đoan chắc rằng mình sẽ đạt được bao nhiêu tuổi để chết. Cho nên lúc nào mà còn sống được, còn khỏe được, còn minh mẫn được, thì ráng tích lũy những cái công đức, những cái công đức thiện sự. Và cái công đức thiện sự này đó là không ai cướp đoạt của mình, không ai lấy của mình được, và cũng không ai tạo cho mình được. Người ta nói một cái câu là như thế này: cha ăn mặn con khát nước. Thì nói cái câu đó là chỉ là ảnh hưởng một phần ở trong cái nhân cách của một người cha. Cái người cha mà làm được điều tử tế đó,
thì ít ra đứa con á, nó cũng 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 ít nhiều bắt chước cái nhân cách của người cha. Nhưng mà một khi nó tạo được những cái điều thiện, điều tử tế trong cuộc đời này, cái điều hiền thiện, cái điều tử tế trong cuộc đời này, thì nó được hưởng cái điều đó. Nó ảnh hưởng tư cách từ ở nơi người cha một phần nào đó. Nhưng mà cái việc chính đó, chính là đứa con, nó biết tử tế với mọi người, nó biết thương mọi người, thì nó tích lũy những cái thiện sự. Giống như mình nói là mình tu á, thì mình tạo cái công đức là cho chính mình. Rồi một phần đó thì hoàn toàn là do chúng ta, do chúng ta, chứ không phải là hoàn toàn là cha ông làm, người cha ông làm xấu, làm ác, ông tệ hại trên cuộc đời này rồi đứa con phải nhận lấy cái quả đó, thì cũng không phải. Như vậy thì cái đó giống như là người này làm, người kia chịu sao? Nó không đúng. Vì vậy chỉ ra nên là về nhân cách đó, về cái tư cách của một người đó, thì nó có thể ảnh hưởng qua lại, giống như chúng ta thấy là trong cái thói quen, trong một cái hoàn cảnh, rồi do cái tập nghiệp của mình từ quá khứ, do tham sân si mình tích lũy nhiều. Một khi mà tâm bất thiện nó sanh á, khởi á, là do mình gần bạn ác nè, do cái hoàn cảnh nè, do tâm mình hướng đến những điều đó. Tâm mình hướng đến do tham sân si, cho nên tâm bất thiện nó cứ sanh lên hoài. Bây giờ á, là mình tập cho mình gặp chuyện gì đó thì cũng đừng nên sân giận quá nhiều, đừng nên sân giận quá nhiều. Hãy nhìn suy xét cho kỹ cái lý, cái nguyên nhân đó, coi sao thấu tình đạt lý. Mình giận người ta có được cái gì, rồi người ta đâu có làm gì mình giận, vân vân. Hoặc là mình có giận người ta thì mình cũng đem đó đi theo được, chẳng có lợi gì cho mình hết. Hoặc là mình tham cái gì, thích cái gì đó, thì sự thật ra đó, cái đó nó cũng chỉ là phương tiện. Về cái gì đó thì nghĩ đó là cái vạn vật trên cuộc đời này nó luôn thay đổi, biến đổi vô thường. Rồi ở trong cuộc đời này nó không có cái gì là hoàn mỹ hết á. Nó không có cái gì hoàn mỹ, mà nó cũng phải trải qua từng giai đoạn, từng giai đoạn. Chúng ta ở lúc trẻ trung, như trong kinh nói rằng vì ngũ dục nó có vị ngọt, nó có vị ngọt. Rồi ngũ dục nó có sự nguy hiểm, rồi ngũ dục nó có cái sự xuất ly. Như vậy thì chúng ta đó là nhìn ở những cái khía cạnh như vậy, hãy nhìn một cách, một cái khía cạnh bao quát như vậy, có nghĩa là nhìn với cái gì đó thì cũng thấy là nó có cái hỷ lạc của nó trong dục, rõ ràng nó có cái vị ngọt của nó, cho nên người ta mới đắm nhiễm, chúng sanh phàm phu mới đắm nhiễm. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta nó có sự nguy hiểm. Và trong cái khía cạnh của sự nguy hiểm đó, Đức Phật dạy cho chúng ta nhiều cái thứ mà nó gây nguy hiểm về tâm lý, rồi về thể chất, rồi về cái những cái vật ngoại thân của chúng ta, nó có sự biến đổi như thế nào. Đó là sự nguy hiểm. Và khi mà mình thấy được cái sự nguy hiểm đó đó, cho nên là mình tìm cách xuất ly, tức là mình biết đừng có đắm nhiễm với chính nó. Và mình nghĩ ở đây đó, cái những điều đó, đó nó không phải là chỗ nương của chính mình, mà mình nương ở đây là nương ở nơi thiện nghiệp, nương ở nơi thiện nghiệp. Và cái mà mình tạo ra đó là thiện nghiệp và ác nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái câu pháp cú đầu tiên mà Đức Phật ngày dạy, câu số 1 và câu số 2 đó, nếu giới ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Nếu giới ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ theo sau như xe chân vật kéo. Cái tâm mình vinh hướng với những điều tà, do tham sân si tà kiến gì đó khiến cho mình và hành động đó, thì đó là cái quả mà chúng ta phải gặt lấy là khổ sầu. Như hình ảnh mà cái chân của con bò nó đi trước, nó kéo chiếc xe đi sau, cái bánh xe nó cán lên cái dấu chân của con bò, thì đó là hình ảnh của một cái sự nặng nề, của một cái sự đè bẹp, của một cái sự trì trệ, và đó là cái quả khổ sầu. Nhưng mà rồi đó, nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ bóng và hình, nó đi theo với chúng ta, thì hình ảnh đó là một cái sự
nhẹ nhàng, một sự thanh thoát, nó khác với hình ảnh của một con bò kéo một chiếc xe. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà tu tập đó, điều thứ nhất mà chúng tôi nghĩ rằng Phật dạy đó là mình phải nên tránh xa những hành động ác, đó là cái giới được thanh tịnh. Giới được thanh tịnh, mặc dù nói trong cái nghĩa rốt ráo giới thanh tịnh là chỉ cho bậc thánh, nhưng mà mình với một cái góc độ của một người phàm phu, giới thanh tịnh tức là ở một mức độ nào đó, ở một mức độ nào đó khả dĩ chấp nhận được, khả dĩ chấp nhận được, tức là chúng ta phải là trên cái mức độ quân bình, thì từ đó chúng ta mới nghĩ rằng đó là một cái điều kiện tốt để giúp cho mình cái tâm mình được an tịnh. Cái tâm mình được an tịnh, bởi vì giới được tốt đẹp thì tâm mới được định tĩnh, và khi tâm mà được định tĩnh thì trí tuệ mới mở mang, mới phá được cái bóng tối của vô minh, mới khóa được cái sự si mê tà kiến đó, thì mới đạt được cái sự cứu cánh giải thoát. Cứu cánh giải thoát, con đường tu tập á, giới định và tuệ, thì chúng ta cũng đọc ở trong kinh hiểu rằng Phật dạy đó là tu ở một cái bậc thinh văn là phải 100.000 đại kiếp. Rồi thí dụ như hạnh mà toàn giác, chư Phật toàn giác mà gọi là trí tuệ thì cũng mất hết 20 ta A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Thí dụ vậy thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà tu tập rất là dài, mà để mà cho nó rút ngắn cái thời gian của đời sống lòng luân hồi là chỉ có cái là chúng ta tránh xa những cái ác nghiệp, tránh xa cái ác nghiệp, để rồi tâm của chúng ta được thanh lọc, định được sanh khởi và tuệ được mở mang đó, để đi đạt đoạn trừ được những cái phiền não, đạt được cái sự giải thoát. Thì điều thứ nhất ở đây đó là cái người tránh xa ác nghiệp là thương mình, thực hành những cái hạnh lành ở trong đời sống, thiện nghiệp lành ở trong đời sống. Đó là mình thương mình đúng cách. Bởi vì mình có tìm tiền của hay là cái gì đó, tiền của thật nhiều, để rồi được cái gì? Để được cái gì? Chúng ta chết cũng hai bàn tay trắng, cũng đem được theo gì. Rồi chúng ta có danh vọng đâu là đi tới đâu là kẻ hô người ủng hộ, vân vân. Rồi danh tiếng của mình thật nhiều, rồi cũng không thể nào mình mang đi theo cái danh vọng đó được, cũng không mang theo được. Rồi là cái người thân của mình có thương mình như thế nào, mặc dù người thân mình cũng thương đó, nhưng mà rồi đó thì chúng ta, những người đó cũng không thay chết thế mình được đâu, và cũng không đi theo gánh lấy cái nghiệp của mình một khi mình đã tạo cái nghiệp bất thiện. Một khi mình đã tạo cái nghiệp bất thiện, khi mà một người tạo cái nghiệp bất thiện như vậy đó thì nó sẽ đi theo với mình trong suốt dòng sanh tử luân hồi. Thì cái tu đây á, đời sống tu hành là một là mình phải tránh xa cái ác nghiệp để tránh cái quả khổ sầu trong tương lai. Cái thứ hai nữa là mình thực hành những cái hạnh lành ở trong đời sống, thực hành những cái hạnh lành ở trong đời sống, từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc cung kính, hoặc từ cái việc nghe pháp, hoặc là tham thiện, tất cả những cái công đức thiện sự đó đó là mình tạo cho chính mình. Tạo cho chính mình, và cái đó đó để rồi thanh lọc nội tâm, hướng đến cái đạo lộ, hướng đến cái sự giải thoát ở trong tương lai. Như vậy thì ở đây khi mà vua Basenadi, tức là vua Basenadi suy nghĩ rằng là thật sự ra đó là không có ai mà một cái kẻ thù mà làm hại cho mình được. Bởi vì họ hại thì cũng hại chỉ một đời thôi, hại chỉ một kiếp thôi, chứ họ không hại nhiều. Còn chính mình á, cái hành động mà trong kinh Pháp Cú nãy chúng tôi có nhắc cái câu là Ba Ma Đô Mách Chu Nô Ba Đăng, có nghĩa là một cái sự dễ vui đó, một cái sự dễ vui. Sự dễ vui ở đây đó là mình xem thường cái ác nghiệp tuy nhỏ, và mình cũng không quan tâm chú trọng đến thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày của mình, mặc dù là nhỏ, chúng ta không quan tâm. Như vậy là dễ vui, dễ vui. Mà dễ vui thì đưa đến tử vong, và sống cũng như chết, tại vì
không biết là cái đường luân hồi của chúng ta nó sẽ mông lung, nó sẽ trôi dạt đến mức độ nào, đến mức độ nào, và trôi dạt đến cảnh giới nào, chúng ta cũng không biết, không làm chủ, không chắc thắng chắn được một điều chi. Một khi là thân chúng ta, thân hoại mệnh chung, thì chúng ta cũng không có có đem theo được cái gì hết. Bởi vì một trong những cái hiện tướng mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nghiệp tướng và thú tướng. Nghiệp tức là những gì mà chúng ta tạo trong đời sống hàng ngày, nó liên quan tới quá khứ, nó liên quan đến kiếp hiện tại này. Và do vậy chúng ta phải tập cho ta những cái nhân lành, những cái hành động thiện, cái suy nghĩ thiện và cái lời nói thiện. Chúng ta tập cho chúng ta những cái điều đó, thì cái đó nó trở thành những cái tốt. Còn một người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì chính cái điều đó nó dắt dẫn mình đi. Nghiệp tướng tức là những cái gì mà nó trở thành những cái quen trong đời sống, qua mắt thấy chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, và cái đó chúng ta có thể cảm nhận được những cái mà nó diễn ra xung quanh trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mà tâm mình cảm nhận đến những điều đó, mình cảm nhận đến những đó trước khi mình lâm chung, trước khi mình lâm chung. Và thú tướng tức là cái nơi mà chúng ta sẽ tái sanh. Bởi vì một khi chúng ta chưa có dứt sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ còn tái sanh. May ra thì chúng ta có tạo được cái thiện nghiệp thì chúng ta tái sanh cảnh giới an vui. Và tạo thiện nghiệp không phải chỉ có giới hạn ở trong để rồi tái sanh trong cảnh giới an vui, và đó là nhân để chúng ta giải thoát ở trong tương lai, giải thoát trong tương lai. Thì cái điều này đó, chúng tôi nghĩ rằng cái suy nghĩ của vua Basenadi đó, tức là vua Ba Tư Nạc đó, là một trong những cái suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tích cực. Vì không có ai đem theo được cái gì cho chính mình, chính cái ở đây đó là gọi là phước hạnh và ác hạnh chúng sanh tạo ở đây chính thật là tư trang, mang theo cuộc hành trình gắn kết với chúng sanh tựa như bóng với hình, tựa như bóng với hình. Do vậy hãy làm thiện, tích lũy cho kiếp sau phước hậu, trì hữu tình. Khi sanh vào kiếp khác. Cho nên là chúng tôi nhớ cái bài kinh này đó, là kinh hồi trước chúng tôi ghi, bây giờ cũng còn cái bản đá ở dưới cái tháp cốt của ở tại chùa đó. Mọi chúng sanh sẽ chết, tùy nghiệp họ sẽ đi, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, hãy làm lành tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Chúng tôi nhớ cái bài kinh này là như vậy. Vì ở trong cái ý nghĩa này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là một khi mà một người biết thương mình thì tự tránh xa những cái hành vi ác, từ lời nói, hành động hay là cái việc làm của mình. Và hãy thương mình bằng cách là mình tích lũy những cái điều lành ở trong đời sống. Và tích lũy điều lành này đó, một là nếu chúng ta còn tái sanh thì ít ra đó là tái sanh cảnh giới an vui. Cái thứ hai nữa đó là nhờ cái nhân mà tích lũy điều lành này, chúng ta hướng đến cái đạo lộ giải thoát trong tương lai. Vì chỉ có khi nào mà giải thoát được luân hồi sanh tử, không còn luân hồi sanh tử nữa, thì đó là cái cứu cánh của đời sống tạm hạnh mà trong đạo Phật Đức Phật ngày dạy như vậy. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay, chúng tôi xin trình bày bấy nhiêu cái ý nghĩa thời gian. Còn nhiều cái điều đặc biệt ở đây thì sẽ được chư tăng, chư tôn đức thảo luận để chúng ta tìm hiểu thêm, rộng rãi thêm, để chúng ta được cái sự lợi lạc. Trước khi dứt lời thì con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui, tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính trình chư tăng Pháp Tân với Pháp Thoại vừa rồi.
Bất chư tòa thư sư, thư tòa có nghe được không? Nếu thư tòa thư sư đang ở trước, xin kính thưa thư tòa thư sư trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thư tòa thư sư, thư tòa có nghe được không? Thượng tòa Pháp Đăng ơi, thượng tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tòa Pháp Đăng nghe thì thượng tòa Pháp Đăng ở đây, đặc biệt khi vua Pa Tư Nặc đề cập đến cái việc mà biết thương mình hay là không biết thương mình, thì Đức Phật này có đề cập đến một ý nghĩa khác nữa. Đó là khi mà chúng ta chết đi, khi cái chết đến, thì cái gì gọi là của mình, cái gì mình thể mang theo. Pháp Đăng Quan Hỷ giải thích thêm là tại sao mà trong trường hợp này Đức Phật này lại nêu lên vấn đề cái chết. Tại sao Ngài lại nêu lên cái gì mà mình thật sự gọi là của mình, cái gì mình thật sự có thể mang theo được. Tại sao Đức Phật lại nêu đó trong cái ý nghĩa liên quan đến làm thiện làm ác? Xin cái lần thượng tọa Pháp Đăng. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì chúng ta biết rằng một cái người từ phàm sang thánh đó, thì phải hiểu được cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp ác nghiệp đó nó đi theo nhiều đời nhiều kiếp, nó theo mình. Và Đức Phật thì Ngài tri tâm thế nghiệp lực, trong 10 cái Phật lực của Đức Phật thì Ngài tri tâm thế nghiệp lực. Ngài biết những cái thiện nghiệp ác nghiệp của chúng sanh đời này, đời trước hay là về sau này, cho đến khi tu thành Phật. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài vẫn thọ ký cho những vị Bồ Tát, hay là Đức Phật Ngài vẫn nói cho các cái vị đệ tử, hay là Ngài có thể hiện tại người đó như du sĩ Vitsana vậy đó. Đức Phật Ngài biết hiện tại không có đắc đạo quả, nhưng mà tương lai thì sẽ đắc đạo quả. Như vậy thì cái gì mà đem theo? Thì chúng ta biết rằng chính cái hành động thiện ác của chúng ta, những cái hành động thiện ác đó, nó sẽ theo ta như bóng không rời hình. Tại vì nó bóng theo không rời hình đó, thì chúng ta hiểu rằng tâm chúng ta tạo. Thượng tọa Pháp Đăng Khoan Hỷ xem là mic ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thượng tọa Khoan Hỷ cầm mic. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Quý Phật tử Khoan Hỷ chờ đợi trong giây lát, có lẽ là thượng tọa Pháp Đăng đang gặp trục trặc kỹ thuật. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ, sư Nguyên Thông, tại sao khi mà nói về thiện nghiệp ác nghiệp thì Đức Phật đặc biệt ngày đầy đập được gặp đến cái chết, và chúng ta nên liên tưởng hai điều đó với nhau như thế nào? Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trung lĩnh sư phụ. Có đáp án cho câu hỏi của sư phụ. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con người chúng ta sống trên trần gian này, Đức Phật giảng dạy rằng tất cả những hành động của chúng ta gồm thân hành là cái body của chúng ta, khẩu hành là miệng chúng ta nói, và ý hành tức là cái tâm của chúng ta tư duy như thế nào đó. Thì tất cả những cái đó đều có mang cái nghiệp
Mà nếu là thân hành ác và thân hành thiện, và khẩu nghiệp ác hay thiện, và tư duy của chúng ta thiện ác trong đó, thì tất cả những cái đó đều đã đi theo của chúng ta cho đến khi chúng ta đắc quả. Bởi vì Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta phải tạo chúng ta có những cái tư lương, tức là cái hành trang của chúng ta, để khi mà chúng ta sang qua cái kiếp khác, hay là khi mà đến cái cận tử nghiệp, là người có những cái thiện hành thì an ổn, mà đi sang kiếp khác một kiếp đẹp đẽ hơn. Còn mọi người mà đắm nhiễm trong nhiều cái ác hạnh, thì khi mà cận tử nghiệp thì sẽ khổ sở vô cùng. Trong gia đình con thì có một người, thì khi mà làm ác nghiệp, đến khi mà cận tử nghiệp đó, thì là la hét khổ sở vô cùng, mà sự la hét khổ sở cũng kéo dài rất nhiều tuần lễ. Là vì vậy cho nên bản thân của chúng con thì đã có kinh nghiệm những người ở trong gia đình mà trải qua những cái điều đó, thì là những cái bài học mà rất là rõ ràng trước mắt, để cho mình cẩn thận những cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. May mắn cho tất cả chư vị có mặt trong đạo tràng này hằng ngày được nghe pháp lời dạy của Thế Tôn, thì đó là một cái điều rất là lợi ích. Và khi mà chúng ta thường xuyên nghe pháp như vậy đó, thì cái sự chuyển biến, cái mutation, mà cái mutation này nó tự nhiên. Khi mà chúng ta thường thường nghe những cái điều thiện, thì những cái đó nó sẽ thâm nhập vào trong tâm của chúng ta, và nó sẽ hiện ra khi mà chúng ta thể hiện thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi của sư phụ là như khi nói về thiện nghiệp và ác nghiệp, thì Đức Phật lại nêu ra những cái điểm liên quan đến sự chết. Kìa, cái chết nó có gì để mang theo? Thì hồi nãy thì con cũng có nói là chúng ta không mang theo được gì cả ngoài cái ác nghiệp và thiện nghiệp của chúng ta, nó đeo đuổi chúng ta. Là bởi vì cái thiện nghiệp và ác nghiệp và tất cả những cái đó là những cái hành động của chúng ta. Mặc dù là người ngoài đời nó không có thấy, hay là chúng ta không có thấy, nhưng mà nó nằm ở trong tâm, trong thân, trong ý, trong khẩu nghiệp của chúng ta. Vì vậy cho nên những người có mặt trong room này, hồi nãy sư phụ Pháp Tân cũng có giảng là mình phải cẩn thận, là bởi vì chúng ta không đem được vàng bạc hay là vợ con hay nhà cửa hay danh dự chúng ta đem theo, nhưng mà cái mà chúng ta không thể ngờ được là cái thiện nghiệp và ác nghiệp để theo chúng ta cho đến khi chúng ta đắc đạo giải hoặc giải thoát. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con tư duy, con được học hỏi, được học hỏi trong room này. Và con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm cho con, để cho con rõ ràng thêm. Và nhờ vậy thì đạo tràng này sẽ được lãnh hội trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thu kính trình sư thông. Bạch thượng tọa thời siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa ở thời siêu đang ở trước máy sinh, thượng tọa còn thiện cho biết. Thượng tọa tự quyền ở thấy thượng tọa vừa vào rung. Nếu thượng tọa tự quyền nghe được, xin thượng tọa còn thiện trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Thượng Quyền, có nhiều người đó, họ nói như vậy là cái việc mà luân hồi sanh tử có đời trước đời sau đó chỉ là cái chuyện mà tôn giáo người ta nói thôi, nhưng mà đạo Phật thì chỉ dạy về gì chúng ta sống trong hiện tại thôi. Dạ. Dạy chứ Đức Phật này không chú trọng về đời sau. Nhưng mà khi chúng ta đọc đoạn kinh này ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì Đức Phật này có dạy là khi thần chết bắt đi, bỏ lại thân làm người, mang theo được những gì, có gì thật của mình. Và phước hạnh và ác hạnh chúng sanh tạo ở đây chính thật là tư trang, mang theo cuộc hành trình gắn kết với chúng sanh tự như bốn cái hình. Thì
những lời dạy đó rõ ràng là Đức Phật này có đề cập đến kiếp sau, có luân hồi. Thì Thiền Tông có nghĩ giải thích được cái sự liên hệ giữa giữa nghiệp báo và luân hồi nó như thế nào, theo cái nhìn của Phật pháp, xin kính thỉnh Thiền Tông. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ thưa để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tự Tri, Đệ Đức Tự Đức, Đệ Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy. Nếu như mà chúng ta cho rằng là chỉ có Pháp hiện tại, tức là những gì trong trong hiện tại này mà chúng ta không truy tìm quá khứ, không có ước vọng về tương lai, thì ở đó quả thật thì khi chúng ta đặt một vấn đề đó, chỉ là chúng ta chỉ trích ra một cái vấn đề đó thôi. Chứ còn sự thật ra thì trên cái nhìn của Đức Phật á, Đức Phật Ngài không bảo chúng ta phải luôn luôn trong một tâm trạng sống ở trong những gì mà quá khứ nó đã đi qua, và những gì mà tương lai nó chưa tới á, thì mình đừng có cầu mong và ước muốn. Nhưng ngay cái giá trị hiện tại đó đã thể hiện một quá trình cho một tương lai thật sự là tốt đẹp. Bởi vì ngay hiện tại này mình làm tốt đẹp thì tương lai sẽ được tốt đẹp. Và cái giá trị hiện tại đó là một cái giá trị tu chứng hết sức là đặc biệt. Chứ không phải là chúng ta chó đâu. Bởi vì Ngài đã nói đến cái gì? Cái nghiệp quả của cái gì? Làm ác thì phải chịu quả ác, mà làm thiện được hưởng quả thiện. Thiện nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Đây là giá trị sự thật. Và cũng nhiều lần Ngài cũng đã nói chỉ có phước lành vui nha nếp para lô cas mình bát tít tao tê pan ni năng, chính là Đức Phật này nói, hoặc là chắc căng qua hà tô bà đăng, như bánh xe lăn theo cái con vật kéo xe. Cha gia qua hạ tô và đăng, như bóng không đời hình. Đó là giá trị Đức Phật thì khẳng định rõ mà. Tức là nếu như mà chúng ta làm ác thì nó sẽ theo ta như là bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Mà nếu như chúng ta làm lành thì nó như là bóng không đời hình. Mà chúng ta học cái câu pháp cú mà ý dân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác á, vân vân. Thì ngày hôm nay chính cái câu này con mới vừa thuyết pháp cách đây khoảng chừng 2 giờ đồng hồ. Dạ. Hai chữ. Dạ. Thì cũng nói lên cái ý nghĩa của hai câu phúc cũ này. Thì có thể nói rằng là người làm ác hạnh á, thì người đó sẽ không được cái hạnh phúc chắc chắn rồi. Khi mà thần chết ở đó, có nghĩa là khi chúng ta bị chết rồi thì không còn cái thân làm người này á. Mà khi mà chúng ta tái sanh ra đó thì chúng ta mang theo lấy đem theo những gì, mang theo những gì mà chính chúng ta đã tạo tác. Thì cái gì theo dõi họ như bóng hình theo dõi họ, ở đây chính là cũng tương tự như là một cái hình ảnh mà chúng ta biết cái thiện ác chúng ta làm nó động lại như là một cái gì đó, chứ không phải là rồi nó qua đi, nó vào hư không, nó dĩ vãng đâu. Mà tất cả những hành động, những việc làm, những suy tư của chúng ta đều là kết trên quả dị thục. Đừng có trách cứ trời gần trời xa là ta như thế này, ta như thế nọ, mà chính là có một cái nghiệp quả, có một cái hẳn hồi. Khi chúng ta biết sống trong hiện tại thì chúng ta biết đối diện với những gì mà nó giàu thiện hay ác, giàu cho quả ác hay quả lành. Mà nếu chúng người đệ tử đối diện với cái quả nghiệp xấu của mình và quả nghiệp thiện của mình, đây là một điều hết sức là đặc biệt. Dạ, quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cô Phong Lan, cô Quỳnh Ngọc còn nghe. Dạ, cảm ơn Ái Kim. Dạ, cảm ơn cô nghe. Thì cái hành động, cái việc làm ác của mình tưởng đâu ra nó không có cái gì hết, nhưng nó cũng sẽ có cái quả. Đến khi quả nó tới, mà trong Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài nói, chớ có nghĩa rằng làm ác mà nó không có kết quả. Đến khi mà nó kết quả thì chúng ta tích tụ, chúng ta đau khổ. Quả thật Phật Ngài dạy,
nếu như mà những gì mà đừng có truy tìm quá khứ, sống không phải mà mình mang một cái thân mình bị tội lỗi, mang cái thân mà mình bị như là một kẻ tội đồ, rồi mình ước vọng mình mai sau mình như thế này thế kia. Sống có chánh niệm, sống có chánh định, hay sống trong có cái giới, sống an trú trong cái giới, vân vân. Thì đây chính là một cái giá trị sống hết sức là cao cả, hết sức là tốt đẹp, chứ không phải là không à, ngài không nói tới, không dạy chúng ta suy nghĩ tới cái tương lai hay là nghĩ gì về quá khứ. Những gì quá khứ đã đi qua, chúng ta biết vượt qua quá khứ để mà để sống trong hiện tại một cách trọn vẹn. Đừng có truy tìm, đừng có ước vọng về tương lai, để hiện tại này nó là kết tụ cho cái tương lai. Và ở đó Đức Phật thì cũng dạy cho ta hiểu về cái nhân hơn là ước mong cái quả, và phải cảm thụ trong cái quả mà chúng ta âu sầu, thở than, mệt mỏi. Nên đặc biệt là quý vị, cái việc mình đã làm thì mình có cái ăn năn, mình muốn chuyển hóa cái đó là bằng cái sự tích cực ngay trong hiện tại. Và muốn tương lai nó tốt đẹp thì ngay trong hiện tại này gây nhân lành, gây nhân tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ được tốt. Đây là một giá trị sự thật mà nó là cái cuộc đời này như thế. Và rồi thì như chúng ta thấy kinh văn đã dạy, nó gắn kết với mình, phước hạnh và ác hạnh chúng sinh tạo chính là tư trang, hành trang mà mang theo cuộc hành trình, gắn kết với chúng sinh tưởng như bóng với hình. Do vậy hay làm thiện tích lũy cho kiếp sau, phước hậu trì hữu tình khi sanh vào kiếp khác. Chỉ có phước nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh ở trong ngày vị lai Bunya Niparalo Kasman và Tithan Tibani Năng. Thật sự chúng sinh rất là may mắn khi chúng ta hiện hữu này mà được tạo cái phước lành. Chúng ta nhớ rất là may mắn chúng ta đang hiện hữu mà chúng ta tạo được tạo phước. Bởi vì sao? Khi chúng ta tạo được phước như vậy chính là hành trang cho mình thôi. Mình làm phước, ai có phước? Mình làm phước cho quyến thuộc, thường thì mình nghĩ là chắc hồi hướng cho quyến thuộc, chứ sự thật ra mình hay là mình làm những cái điều lành, mình làm nghe một mình cúng đến Tam Bảo, mình cúng đến Tăng, mình cúng đến Tam Bảo, mình nghĩ rằng chắc cái đó đến cho Tam Bảo, đến cho mình nó chứ chết cho ai. Hay là cái phước hồi hướng cũng vậy đó, khi mà chúng ta hồi hướng cúng dường đến đây để hồi hướng cho cha cho mẹ, cho thầy tổ, cho các bậc ân nhân của mình, hay hoặc để cho vợ chồng con cái gì đó mà đã mất á, làm như vậy mình cứ nghĩ làm cho người đó, sự thật làm cho mình. Cái phước đó cho mình rồi mình mới cho người, mình mới gọi là Dakkhina Dana, đến cho cái chúng sinh đó. Đây là cái giá trị sự thật. Mà nếu như hiểu biết Phật pháp thì chúng ta mới đón nhận được cái việc này. Còn nếu như mình nghĩ mình cứ cúng rồi mình cứ hồi hướng, mình cứ khấn vái ở cái việc này, hôm nay làm phước đó nghe, của ông của bà làm phước cho má đó nghe, cho ba đó nghe, làm phước cho thầy đó nghe, vân vân. Làm phước cho mình đó, rồi mình dâng cái phước này đến cho người thân của mình, cho thầy tổ của mình, hay cho cha mẹ ông bà vân vân. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thật là hữu phúc khi chúng ta có được thân người này mà chúng ta được làm phước. Bởi vì có một lần đã nói cái điều này rồi, mình có phước mới được làm phước, rồi mình làm phước mới có phước. Chứ nếu như mình không có phước, mình không được làm phước đó quý vị. Nói câu này nghe quý vị thấy lạ quá không? Mình có phước mình mới được làm phước, mình mới được tạo phước, và mình tạo phước rồi mình mới có phước. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình cúng đến Tam Bảo vậy là cái đó phước đó mang tới cho Tam Bảo, mang tới cho mình. Nói cách chung như vậy luôn. Dạ. Thì thật sự ra bởi vì ở đời này khó lắm. Cái thiện á, nó như là
là bờ này và bờ kia, như là dưới đất này mà như trên trời vậy, nó xa, thật là xa như vậy. Dạ. Cho nên khi chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thấy nó rất là đặc biệt. Người ta biết trân quý, người ta biết trân trọng cái việc phước làm. Bởi vì mới Pháp Cú mới dạy rằng á, nếu người đã làm việc thiện hãy tiếp tục làm thêm, người tích thiện trữ thiện sẽ được an lạc. Là như thế. Chứ mình lâu lâu có việc phước mà mình coi như là đắn đo suy nghĩ trong ngôi chắc đếm một hồi rồi, kính thưa quý vị, hết giờ, hết cái điều kiện, hết gian, hết cái điều kiện thuận, hết cái thời gian thuận. Bởi cho nên khi phát tâm lên, khi quan hỷ là chúng ta làm. Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều cái phúc lành lớn lao trong cuộc đời này và trong tương lai. Và chính là hành trang, chính là luân hồi. Luân hồi hơn nhau không phải sắc diện, không phải tiền của tài sản, hơn nhau cái phước. Trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, dầu cho là cái người ở xuất gia hay tại gia gì, phước Phật, phước đức, phước trí hơn nhau trên cái đó thôi, không hơn nhau cái gì cả. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh minh tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Thầy nhé. Sa thú cái kinh thượng tọa, thượng tọa tự quyền, bậc thượng tọa từ xưa ở trong các bản dịch của hòa thượng Minh Châu thì chúng ta thường hay thấy có cái chữ tự ngã, như là ở đây chúng ta nói là hãy biết thương tự ngã, hay là người đối xử với tự ngã như kẻ thù, hay là người đối xử với tự ngã một cách thân thương. Thượng tọa có thể giải thích chữ Atta hay là Atta năng cho chữ Atta và dịch là đối với tự ngã, thì dịch như vậy chúng ta hiểu như thế nào cho nó đúng với Phật học và nó có dễ bị hiểu lầm không? Kính thỉnh thượng tọa. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì cái chữ ác tá đó, khi nào muốn nhắc đến cái tà kiến mà thuộc về ngã tưởng hay là ngã chấp thủ, ngã lượng thủ, thì lúc đó chữ ác tá mới dịch là ngã hay là ta. Còn khi mà xài trong cái văn phong bình thường thì chữ ác tá không đơn, dịch là tự ngã. Nó có hai điều. Một là khi một cái cách mô tả, một cách diễn đạt bình thường, thường thức mà mình dịch là tự ngã đó, khiến cho khó hiểu. Cái văn phòng đó, nó không phải là cái lối diễn đạt bình thường. Nếu mà dịch là nếu những ai biết được tự ngã là thân ái, thì trong trường hợp này nó hơi khó hiểu cái tin tự ngã là thân ái. Ở ngoài người ta không có hiểu cái tin tự ngã. Thứ hai, nếu mà dịch bình thường, trong cái ngữ cảnh bình thường mà dịch là tự ngã đó, thì sẽ khiến cho những người học Phật mà họ trung thành với
pháp, họ sẽ có một cái sự dị ứng chứng. Người ta học Phật pháp, người ta vẫn biết Đức Phật đã dạy rằng Sati Sankhara Anicca, các pháp vô vi là vô thường. Sati Sankhara Dukkha, các pháp vô vi là khổ. Và Sati Dhamma Anatta, các pháp là vô ngã. Mà cứ gặp ở đâu dịch cái chữ Atta cũng dịch là tự ngã. Tự ngã thì một đằng thì nói là vô ngã, còn một đằng thì nói là tự ngã. Thì chúng ta cho rằng là như nó sẽ không ổn. Vì thế trường hợp nào khi mà nói đến tam tướng là vô thường, khổ, não, vô ngã, khi thấy được vô thường, khi quán triệt thẩm sát được vô thường thì sẽ đoạn trừ thường tưởng. Khi quán khổ sẽ đoạn trừ lạc tưởng. Khi quán vô ngã sẽ đoạn trừ ngã tưởng. Khi quán bất tịnh sẽ đoạn trừ tịnh tưởng. Thì gặp ở trong trường hợp đặc biệt đó thì chúng ta mới dịch gì. Còn ở đây trong cái nghĩa thông thường đó, thưa vị, chữ á tá đó, trong cái nghĩa rất thường, rất phổ thông đó, tức là chính mình. Chính mình hay là bản thân. Atananche piyanchanya rakhayanam surakhayatam. Nếu biết chính mình là đáng yêu, thì phải khéo bảo vệ lấy mình. Chứ nếu dịch là những ai biết được tự ngã là thân ái, thì cái đó mình tách rời, mình tôn đậm thêm cái chữ tự ngã, nó nguy hiểm lắm. Cho nên phải nói là chính mình. Chứ ở trong cuộc sống này không ai, chúng sanh thường thường là họ thương yêu chính mình nhất. Lúc còn nguy hiểm, họ có thể bỏ mặc người thân để tự họ chạy thoát. Vì sao vậy? Bởi vì họ thương bản thân nhất. Họ thương bản thân nhất, chứ yêu tự ngã nhất. Yêu bản thân nhất. Cho nên ở đây đó, cái tím mà gọi là tự mình làm, tự mình chịu, tự tạo ác nghiệp thì tự mang hậu quả đắng cay. Tự mình làm các ác nghiệp sẽ gặp quả đắng cay. Do đó cho nên tự mình, chính mình là kẻ thù của mình. Cái chữ mình á, hay là chính mình, tự mình, cái chữ đó dịch cho cái chữ trả tám trong cái nghĩa thường thức được hết. Bởi vì khi mà dịch kinh gặp mấy cái chỗ đó, thưa quý vị, là chúng tôi cả khi mà dạy Bali mà gặp những cái câu như vậy á, thì chúng tôi cũng khuyên tăng ni sinh đó là phải dịch cái chỗ này như vậy: Atahi atano na thu kuhina thu brusya Atanang Vasudantena Na thang lắp phát tiết đuôn là phân. Chính mình là vị cứu tinh của mình. Không ai là vị cứu tinh của mình được cả. Tự mình khéo điều phục sẽ đạt đến chỗ nương tựa vốn có.
Pháp Quân Kinh Đức Phật đã dạy cái câu đó. Cho nên chữ Atta chỗ này, Atahi, Atano, Nathu, mà chúng ta nói tự ngã là chỗ nương tựa của tự ngã thì nghe kỳ quá. Cho nên ở trong trường hợp này chúng tôi xin trả lời câu thảo luận số 3 và phân tích về từ ngữ để trả lời cái câu này, mong quý vị hiểu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thưa tòa tự sư. Bạch thưa tòa tự sư, ở trong bài kinh này có một câu nói về là về phước đó. Phước là nâng đỡ, là hỗ trợ chúng sanh ở trong cái thế giới khác hay là trong cảnh giới khác, thì chúng ta gọi là kiếp lai sinh. Thì ở đây có cái chữ Patitha mà ở trong bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu dịch là hậu cứ, và ở đây chúng ta dịch là hộ trì chúng hữu tình, nâng đỡ chúng hữu tình. Thì chúng ta có thể giải thích chữ Patitha nghĩa như thế nào? Khi nói là phước á, chính là cái Patitha của loài hữu tình. Xin kính thưa chúng ta. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chỗ này trong cái câu này vì viết thành bài kệ cho nên chúng ta có cái dấu phẩy. Tasma kala yat kala yinang, cái tự nhiên cái phẩy như cái nichayam sambarajitam punya ni parat lokasmin patitha honti parinam. Nhiên parat lokasmin cái mình phải như đây. Cho nên cái chữ đó đó ta muốn dịch là chúng ta phải bỏ hai cái dấu phẩy đó đi. Bởi vì nguyên cái câu là punya ni parat lokasmin patitha honti parinam. Thì ở đây đó chữ Patitha có nghĩa là cái chỗ nương, là cái chỗ nương, là cái chỗ trú. Bởi vì nó từ cái động từ căn là tha, tha có chấm dưới, thì hắc chấm dưới. Và chúng ta có động từ là tít thay tít, có nghĩa là đứt. Và do đó Patitha tí là vững trú, là an trú. Và khi mà nó biến thành một cái phân từ á, thì chúng ta gọi là Patitha Honti. Punyani Patitha Honti, các cái phước báo là chỗ tựa hay là chỗ đứng, chỗ tựa hay chỗ đứng hay là chỗ nương. Paralokasmin, trong đời sau ba nít năm, cái chữ này là chữ ba nít năm. Chữ Bali là chúng sanh, Bali năng là cho các chúng sanh. Còn mấy cái chữ ở phía sau, chữ N, N, T, N, T, T, Ý, cái chữ viết sai đó thưa quý vị. Cái chữ viết sai, cái chỗ này sao cái gì? Sai quá. Cho nên cái chỗ này chúng ta chú ý lẽ đó, chúng ta phải viết cái chữ đó như thế này. Cái này là chúng tôi chỉ nói riêng cho quý vị thôi, chứ còn nó không có trúng cái chữ. Chữ chúng tôi giảng theo yêu cầu là cái chữ vậy.
và đi để gọi cái chữ thật ra đó là viết cái chữ đúng phải viết vậy thưa quý vị, bởi vì chữ ba thì năm đó rồi thêm chữ ý tí, chớ không có viết cái đuôi viết vậy nó đâu có thành chữ Bali, dụ Bali Latin đi nữa, Bali Roman cũng không nên viết vậy. Cái bản Bali chỗ nào mà sai quá cỡ sai vậy? Sai một cách trầm trọng, ở phía sau đuôi mà nó tới hai chữ N, hai chữ N, ba chữ T và một chữ Ý. Thì cái này đúng rồi, Batista hoàn thứ ba đi năng chữ ý tí ở phía sau là cái nó tương tự như là cái ngoặc kép vậy thưa quý vị, nó tương đương với ngoặc kép ở trong câu nối. Thì như vậy ở đây không có khó gì, không có khó gì khi mà chúng ta hiểu cái chữ Batista phải ghép chung với cái chữ Paralokasmin Batista hoàn tí. Chúng ta nhớ vậy thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời trong cái câu thảo luận là như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính trình thưa thầy sư, xin hỏi sư huynh một câu nữa rồi tôi đi nghỉ. Bạch thưa thầy sư, bài kinh ngày hôm nay có thể cho chúng ta một cái khái niệm hơi khác là người biết thương chính mình thì nên tạo các cái thiện nghiệp. Nhưng mà rồi ở nhiều đoạn kinh khác thì chúng ta nghe Đức Phật dạy, như người dạy cho tôn giả Rahula là đối với tất cả thì nên quán tưởng là đây không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Hay nói cách khác, chúng ta nên thường quán về lý vô ngã. Thì một người quán lý vô ngã có là người thương chính bản thân mình không? Xin cái tên thượng tọa Quan Hỷ dạy về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái vấn đề cái lý vô ngã đó là nói theo cái tri kiến mà nhận chân pháp hữu vi, tri kiến mà nhận chân pháp hữu vi thì thấy khổ vô ngã. Người quán niệm cái lý vô ngã đó cũng là người cố gắng nhổ bỏ cái mũi tên tà kiến, điên đảo kiến gọi là đi thiết vi pa la sát, thường lạc ngã tịnh. Cho nên ở đây một người bố thí là dẹp bỏ cái câu bế bỏng xém, một người trì giới là dẹp bỏ ác khẩu ác, một người niệm tam tướng vô na vô ngã là người dẹp bỏ cái tà kiến. Thì như vậy một người đó được gọi, người đó được gọi là người tu tập. Mình là một người nỗ lực tu tập dẹp bỏ cái điều ác để thành tựu cái điều thiện, dù điều thiện có ba, tức là thiện dục giới, thiện đáo đại và thiện siêu thế. Cho nên bằng cách nào quán cái gì
Miễn làm sao thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, là người đó gọi là người biết thương chính mình. Nó đối lập lại với trường hợp một người cho rằng biết thương chính mình, cho nên hễ muốn cờ bạc, cái tâm mà nó thích thú cờ bạc hay thích rượu chè, thích đàn điếm, thì cứ chiều theo cái ý muốn của bản thân, cái thị dục, cái thị hiếu. Mà khi mà chiều theo như vậy đó, thì cuối cùng là tổ hại cho chính mình. Cái đó gọi là ghét mình, ghét bản thân mình, chứ không phải là thương bản thân mình đâu. Người mà thương bản thân mình đó, thương chính mình đó, là người phải tu tập, phải làm các công đức bố thí, phải giữ giới những điều ác, phải tu tập chánh tri kiến, trong đó có quán vô thường, khổ não, vô ngã nữa, là tu tập chánh tri kiến. Cho nên nói tóm lại đó, là người quán niệm lý vô ngã cũng như vô thường khổ, người đó đều gọi là người biết thương chính mình hết. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng tại sao đã nói vô ngã mà lại có chữ chính mình ở trong đó nữa, không đâu. Ở đây là chúng ta nói trên phương diện chế định để hiểu nhau thôi. Tức là mình tu tập đó, mình tạo phước đó không phải vì người khác, mà vì bản thân mình. Bởi vì chính mình còn phải sanh tử luân hồi. Nếu mà hiện tại mà mình tạo cái điều ác đó, không phải mình làm cái điều ác rồi cái người khác thay thế mình được, để mà sanh xuống địa ngục, để xuống ngạ làm ngạ quỷ xuất sanh đâu. Mà tự mình làm điều ác là tự mình phải chấp nhận cái hậu quả đó, phải thọ lãnh cái hậu quả đó. Cho nên một người tu tập là người tự thương chính mình. Cho nên chữ tự thương chính mình, quý vị đừng có hiểu, quý vị bỏ dùm, làm ơn bỏ dùm cái chữ á tá theo cái kiểu mà là tự ngã đi. Chúng ta đừng có nghĩ đến chữ tự ngã. Mà chữ tự chính mình ở đây là cá nhân hay là bản thân của mình, bản thân này cá nhân này, chứ không phải đối với chúng sinh khác, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cái chuyện mà quán niệm lý vô ngã, thì cái người đó đang tu tập, thì người đang tu tập người đó biết thương chính mình chứ. Bởi vì nếu mà chấp theo cái ngã sở ngã đắc á, thì chết sanh xuống địa ngục luân hồi dài dài, thì như vậy là sao đây? Cho nên quán niệm lý vô ngã để mà triệt tiêu cái tà kiến đó, thì đó là biết thương chính mình. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi về Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thưa tòa thượng sư, kính trình sư huynh thì nghĩ, thưa quý Phật tử còn ít phút sau cùng của lễ hội ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp lời chư tăng để có thêm một vài điều. Khi mà chúng ta đọc trong bài kinh này đó, tương đối ngắn, mà qua đó có lời trình bày của vua Bát Thi Nặc và lời xác định của Đức Phật cũng như là câu Phật ngôn, thì chúng ta có thể cảm nhận một điều rằng một người sống tốt trong đời sống đó, thì tương đối là người cần có cái nhìn xa rộng. Còn cái người mà sống mà bất chấp thủ đoạn, bất chấp thiện ác, bất chấp cái chuyện mà tốt xấu, thì người đó có cái nhìn rất là thiển cận. Ông bà chúng ta thường hay có cái dùng thành ngữ đó là ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta nói cái nhìn xa rộng là ở đây là không phải là
mình đòi hỏi đến cái kiến thức uyên bác hay là có cái tầm hoạt động rộng lớn. Và đại để là chúng ta sống ngay trong cuộc sống của chính mình thì chúng ta nên hiểu rằng cái gì là tạm thời, cái gì là lâu dài. Chúng tôi có hai cái thí dụ mà từng xảy ra trong cuộc sống. Đó là thời gian chúng tôi sống ở trại tị nạn Vua Lưu Quý Đông đó, thưa quý vị. Lúc lên trên trại tị nạn đó, một cái căn lều ở thôi nó cũng rất là mắc tiền. Và chúng tôi nhớ rằng có lúc người ta phải đổi 3-4 lần để có một cái căn lều nhỏ, rồi có mái che tương đối. Tại vì có nhiều người lên đảo không biết làm sao đi đúng cây, và cao quỷ cho một vài tấm bạc thôi. Và đôi khi mình phải đi ở rất là xa ở ngoài mé rừng. Thành những người có tiền đó, họ có thể bỏ ra 3-4 cây vàng để họ mua một liều. Và vì vậy ở trong trại tị nạn đôi khi người ta có những cái va chạm, có những cái xích mích, có khi vì tự ái, có khi vì tranh giành. Nhưng mà chúng tôi nhớ là có một lần có một người chú khuyên một người cháu như vậy là bây giờ con có đi đánh lụng người khác, con chỉ lụng người khác thì rồi người ta sẽ dẫn con vô đồn cảnh sát Công an Lai bị bắt ở đó. Con phải nghĩ rằng mai mốt con sẽ rời nơi này đi định cư ở bên Mỹ, bên Úc, và khi con đi rồi thì tất cả những gì ở đây là vô nghĩa hết. Và mà quả thật khi con đi rồi đó thì tất cả cái gì mà con giành được, con hơn thua ở đây đều không có ý nghĩa gì. Và người cháu đã nghe lời. Thì thưa quý vị, chúng tôi cảm thấy cái lời dạy của người chú đó, người cháu đó rất là lợi lạc, bởi vì nhất thời người ta giành với nhau. Dạ, nhất thời thì người ta giành giật với nhau mà người ta không có nghĩ đến, dạ, không có nghĩ đến cái gì gọi là nên cân nhắc chuyện về lâu về dài. Và đồng thời chúng ta cũng nên thấy rằng đa phần những gì mà mình đầu tư, những gì mà mình tích góp, nó chỉ có lợi ở trong kiếp hiện tại thôi, nó có được nhiều ở trong kiếp hiện tại thôi. Nhưng một khi mình nhắm mắt rồi thì hầu hết những cái đó đều bỏ lại. Thì đôi khi ở trong cuộc sống chúng ta thấy có những người rất giỏi, mà quả thật trong thế giới này đó, người ta thường ca ngợi những người làm giàu, những người họ ca ngợi những người có tài sản lớn, thậm chí có cái danh nghĩa là đại gia nữa. Nhưng mà rồi chúng ta không có thấy được là một cái xã hội đang có một cái nhìn rất là lệch lạc. Nếu trong cuộc sống này mình cố gắng làm giàu để có cái danh nghĩa là đại gia, nhưng mà chúng ta không có làm phước đức nhiều, không làm những công đức nhiều, khi mà mình nằm xuống nhắm mắt đi thì chúng ta tự hỏi rằng cái gì là. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đó, chúng ta đang sống trong một xã hội mà gần như là con người ai cũng nghĩ đến làm sao để mình có một chút tiền, làm sao mình có được tài sản. Và trong một quốc gia phát triển như Việt Nam, hay kể cả ở Mỹ và các nơi trên thế giới bây giờ, ở cả thế giới là cái kinh tế được ưu tiên hàng đầu, cái hình ảnh của những security, những cái người gọi là có cái được quần chúng biết đến như là ca sĩ, như là những người chơi thể thao, hay những tài tử đóng phim, được xem là thần tượng, được xem là thần tượng, là idols. Nhưng mà rồi cái thần tượng đó, cái danh nghĩa đó, cũng như là đi đâu người ta ca ngợi mình là đại gia, mình chạy một chiếc xe tốt, mình có thể dám xài tiền để chứng minh là mình tiền rừng bạc biển, thì tất cả những điều đó đó nó cho chúng ta một cái nhìn rất là lệch lạc về đời sống, bởi vì nó khiến cho những người trẻ và nói chung là người ta cảm tưởng như là danh và lợi đó nó có một giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối đó là cái gì chúng ta nên tha thiết theo đuổi. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ lại câu Phật ngôn ngày hôm nay thì Đức Phật Ngài dạy rằng khi cái chết đến đó, thì chúng ta nên tự hỏi rằng cái gì thật sự là của mình. Chúng tôi có rất nhiều lần đi tụng kinh đám tang, thưa quý vị, đứng sát bên cái di thể của người mất ở trong quan tài. Có một lần, thưa quý vị,
Chúng tôi thật ra không có nên nói chuyện này, tại vì nghe nó cũng hơi kỳ. Đó là cái người mất được hỏa táng, được hỏa táng thay vì mai táng, tức thì bị chôn hỏa táng. Và bên Mỹ đó thì người ta hỏa táng, người Mỹ phần lớn đó, họ thực tế hơn người Việt Nam là họ không có mua cái quan tài đắt tiền. Người Việt Nam chết rồi mà cho vô quan tài giữ 5-3 ngày họ cũng mua quan tài đắt tiền. Nhưng mà người Mỹ thì họ đựng trong một cái thùng giấy, thùng cắt tông, đưa vào trong lò thiêu thôi. Thì khi mà chúng tôi đến cái tụng kinh cho đám tang đó, gia đình người Việt Nam, nhưng mà những đứa con á lại là lớn lên bên Mỹ, thành ra thay vì mua quan tài thì những đứa con lại mướn một cái quan tài. Và sau khi mà tụng kinh xong thì họ chuyển cái xác từ cái quan tài mướn, từ quan tài mướn qua cái thùng cạc tông, và từ cái thùng cạc tông đó đưa vô lò hỏa táng. Thì chúng tôi là người đi đến chỗ lò hỏa táng để tụng kinh. Nhưng mà thưa quý vị, trong những đứa con đó là có hai đứa con là bác sĩ và y sĩ, chỉ có một đứa con là có cái tiệm phở thôi. Tức là cả ba đứa con đều giàu có. Và chính cái người chết đó cũng là người có một cái sự nghiệp rất là khá, rất là giàu về tiền bạc. Nhưng mà khi mình chết xuống rồi đó thưa quý vị, mình nằm đó, dĩ nhiên tất cả bỏ lại rồi. Rồi từ một cái, trước khi người ta đưa vào chỗ lò hỏa táng thì họ thay đổi từ cái quan tài đổi sang cái thùng cạc tông. Dạ, thùng cạc tông nói rõ hơn là thùng giấy, thùng giấy đó để lột rồi. Chúng tôi hoàn toàn không có phản đối chuyện đó. Chúng tôi hoàn toàn nghĩ rằng đó là một cái thực tế. Nhưng ở đây chúng ta nói về sự quán tưởng đó. Sự quán tưởng là khi mình nhắm mắt rồi, dù mình có tiền rừng rồi cho vô lò hỏa táng là tiêu hết. Nhưng mà rồi mình nhìn thấy một người mà từ cái xác đổi từ trong cái quan tài qua cái thùng cạc tông rồi đưa vào lò hỏa táng, thì ngay lúc đó mình mới nhận thấy cái thấm thía câu Phật dạy rằng ở trong đời sống mình hùng hổ, mình làm cẩn làm thượng, mình làm dữ dằn, mình tích góp, mình thủ đắc đủ thứ hết. Nhưng mà rồi khi mình nhắm mắt xuống, cái gì là cái thật sự của mình, cái gì mình có thể mang theo được? Dạ. Ở trong câu Phật ngôn này là câu Phật ngôn rất là hay. Nhiều khi chúng ta phải nhìn điều đó. Đó, chúng tôi có biết một người Phật tử. Người Phật tử này có một điều cũng rất là hiếm hoi trong cuộc đời, đó là cuộc sống có rất nhiều tiền bạc, nhưng mà cả đời thì cứ làm phước thôi, đi làm phước chỗ này chỗ kia. Lâu lâu người Phật tử nói rằng nếu mà con tính lại, mà nếu con không làm phước bây giờ con có cái gì nữa? Bây giờ lớn tuổi rồi, tôi muốn có một cái thất tiên cho mình, mà đôi khi cũng thấy chưa có. Nhưng mà kỳ thật thì chúng tôi thấy cái chuyện người đó có cái thất không có quan trọng, mà cái gì người đó đã làm rồi thì mới là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Đúng là đời sống của chúng ta, một khi mà mình nhắm mắt nằm xuống thì đừng nói cái thất, đừng nói chi ngay cả cái quan tài, mà cho dù mình mua quan tài cho tốt đi thì thứ cho vô lò hỏa táng cũng thiêu rụi hết thôi. Thành ra quả thực mà nói đó thì chúng ta sống mà sống đúng nghĩa là người con Phật á, thì chúng ta phải có cái nhìn xa và cái nhìn rộng. Hồi chúng tôi còn nhỏ ở miền quê đó, ông ngoại chúng tôi có kể câu chuyện như vậy. Ông ngoại chúng tôi kể là sống ở trong xóm á, thì có mấy gia đình, nhưng mà trong đó có hai gia đình. Một gia đình á, thì lúc nào cũng chỉ biết có mình hết. Dạ. Không bao giờ mà tiếp tay với hàng xóm, cũng không bao giờ qua lại với ai hết, sống chỉ biết của mình thôi. Còn gia đình kia đó thì hễ họ nấu chè, họ nấu bánh canh, họ cũng múc nhiều tô rồi biểu con bưng qua nhà này nhà kia. Và hai gia đình có hai cái sống, một là một cái sống có chia sẻ với làng xóm, còn một gia đình không biết chia sẻ với làng xóm. Thì bình thường mình thấy hai gia đình giống nhau thôi, nhưng mà năm đó lại có một trận chiến và người ta đi tản cư. Dạ, đi tản cư xong rồi trở về
thì cả xóm đều bị cháy hết, tại vì có trời đánh khốc liệt và đốt cháy hết. Thì bây giờ nó mới có sự khác biệt rất lớn, là cái người mà sống đã tử tế với làng xóm á, họ về họ đi đốn tre cây để dựng nhà đó, thì thưa quý vị, họ dựng có mấy chương hộ dựng xong thôi. Tại vì sao? Làng xóm thương quá, do thương quá nên chi, khi mà vợ chồng trở về nhà tiêu rủi hết á, thì làng xóm họ bỏ chuyện của họ, họ chạy qua họ tiếp tay để họ dựng nhà lên. Trong lúc đó thì ở ngoài chúng tôi nói rằng cái ông mà sống ích kỷ á, là ông làm cái nhà cả một tháng chưa xong được, tại vì ông bình thường ở không ai thương hết, thành ra ông tự ông làm, trong khi cái nhà này thì khác biệt. Thành ra ông ngoại chúng tôi thường hay nhắc chuyện đó, nói rằng bởi vì con người mình sống là ăn ở phải có hậu, và sống có hậu đừng có sống đoạn hậu. Mà nếu ăn ở có hậu thì rõ ràng là đôi khi mình cũng phải nghĩ xa, giống như Đức Phật ngày dạy rằng khi mà mình rời bỏ cuộc đời này, cái chết đến, thì cái gì là cái nâng đỡ mình, cái gì là chỗ đứng của mình, cái gì là chỗ nương tựa của mình? Ồ, chính là phước. Dạ, chính là phước. Người nào hiểu được điều này thì rất là khoan hỷ với chuyện phước. Chúng tôi sống trong chùa thấy có được một cái niềm rất là khoan hỷ là trong những ngày lễ, như ví dụ lễ dân y chẳng hạn, chúng tôi thấy quý Phật tử đi chùa mà còn nghĩ đến cái chuyện mà tạo công đức cho đời sau, tạo phước báo, thì trong lòng mình rất là khoan hỷ. Nhưng mà trong lúc đó cũng có một điều chạnh lòng, đó là những người Phật tử trẻ đó, họ không quan tâm đến nhiều điều đó. Dạ, họ lớn lên trong gia đình Phật giáo, nhưng mà họ không phải là phủ nhận hoàn toàn về luân hồi, về nghiệp báo, nhưng mà họ không có tha thiết nhiều với việc tạo công. Và thông thường đó, thì cái cách của họ thì chúng ta nói xin lỗi là làm thì cho có làm hay đi theo cha mẹ một chút thôi, nhưng mà không có niềm tin như là những thế hệ trước. Thì tất cả chúng ta, nếu mà gọi là một người Phật tử đúng nghĩa đó, thì người Phật tử đó nên sống có nghĩ đến thiện nghiệp ác nghiệp, nên nghĩ đến là cái gì mình mang theo trong đời sau, cái gì thực sự của mình. Bởi vì mỗi lần chúng tôi đi về các quốc gia Phật giáo như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện đó, thì một trong những điều mà chúng tôi rất là tùy hỷ, rất là hoan hỷ, đó là thấy các bạn trẻ họ không có giàu, buổi sáng cha mẹ cho tiền để ăn quà, nhưng mà cũng lấy ra một ít để đi mua thực phẩm rồi để bác cho chư tăng đi khất thực một phần thôi. Thấy các em tự đến, tự mua, tự cúng dường ở ngoài phố, mình thấy trong lòng mình hoan hỷ, tại vì cha mẹ đã dạy cho những người đó biết được cái nhìn xa, nghĩ đến đời sau, nghĩ đến báo. Cái xã hội đã dạy cho những người đó biết nhìn xa, biết nghĩ đến nghiệp báo. Và chính cái nắp văn hóa của cái nơi đó đó cũng đã dạy cho người đó biết về sau nghĩ đến nghiệp báo. Còn chúng ta bây giờ, thưa quý vị, sống ở những cái xã hội mà giàu có, đôi khi thấy thì lớn chuyện lắm, thấy thì khôn ngoan lắm, biết nhiều về thị trường cổ phiếu. Hôm qua chúng tôi có gặp một Phật tử, họ nói có đứa cháu mà có 6-7 tuổi thôi mà cha mẹ nó cho tiền mà nó đã biết chọn Costco để nó đầu tư. Nói cha mẹ mua stock Costco đi. Thì mới nghe thì rất là lanh, rất là hay thật. Nhưng mà thật ra thì biết đầu tư vào stock á, nó cũng có nghĩa là cái nhìn xa rộng đâu. Do vậy chúng ta mong rằng mỗi người trong đời sống này, thỉnh thoảng chúng ta lật lại kinh điển, đọc câu Phật cung như là lời Phật dạy ngày hôm nay. Và khi mà mình rời bỏ và thần chết đến, thì cái gì là thật sự của mình, cái gì mình có thể mang theo. Và những câu hỏi đó là những câu hỏi mà khiến cho chúng ta phải đặt lại vấn đề của đời sống có một tâm niệm khác đi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có bài học Phật học cơ bản, và tôi sẽ là vị đảm trách chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tâm quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ, Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý sư.
Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng những công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Yang kim chi kutala kama ka pa pa giri yam ka ye na va cha